Và để liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức bài tân cổ Cô gái bán sầu riêng, một sáng tác của cố soạn giả nhân dân Diệm Châu qua tiếng hát của nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng.
theo chương trình với bài Điểm hẹn bừng lên.